kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin toàn cảnh COVID của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, đã có những thông tin tốt hơn liên quan đến tình hình COVID ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng xuất hiện nhiều nguy cơ ở những tỉnh thành khác, trong đó có Hà Nội. Sau đây là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật toàn cảnh cả nước tính đến thời điểm này. Hà Nội, trưa mùng 3 tháng 9 thêm 30 ca mắc mới, trong đó có 5 ca cho cộng đồng. Cập nhật tin nóng, Hà Nội phong tỏa khu dân cư 4.000 dân. Đắk Lắk, chỉ trong 2 ngày, 3 người mắc COVID-19 đã tử vong. Tin vui từ thành phố Hồ Chí Minh, quận đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế gửi thư mong bà con cô bác đã khỏi COVID-19 cùng chung tay với ngành y tế và thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Mới cập nhật từ thành phố Hà Nội, thủ đô tiếp tục giãn cách xã hội vùng có dịch sau mùng 6 tháng 9. Người dân cần phải biết bản đồ dịch tễ COVID-19 Hà Nội, đâu là vùng đỏ, vùng xanh để di chuyển thuận lợi trong mùa dịch. Ca sĩ Angela Phương Trinh bị yêu cầu gỡ tin dưới đất chữa COVID-19. Lại một pha xử phạt khiến dân tình sôi sùng sục, hiệu trưởng cùng hiệu phó đi hát karaoke giữa mùa dịch. Bất ngờ Thủ tướng gọi điện thoại đột xuất kiểm tra trực chống dịch tại một phường trọng điểm. CDC Hà Nội trưa ngày 3 tháng 9 cho biết có thêm 30 ca mắc mới COVID-19, bao gồm 5 ca tại cộng đồng, 18 ca đã cách ly và 7 ca tại khu vực phong tỏa. Hà Nội trưa 3 tháng 9 thêm 30 ca mắc mới, trong đó có 5 ca cộng đồng. CDC Hà Nội trưa ngày 3 tháng 9 cho biết có thêm 30 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 5 ca tại cộng đồng, 18 ca đã cách ly và 7 ca tại khu vực phong tỏa. Các ca bệnh mới có địa chỉ tại quận huyện Thanh Xuân 13, Thanh Trì 6, Đống Đa 5, Hai Bà Trưng 4, Hoàng Mai 1, Đan Phượng 1. Cụ thể, trong đó chùm ca bệnh phát hiện nhờ sàng lọc ho sốt cộng đồng là 5 ca. 1. NDI nam, sinh năm 1995, địa chỉ Nam Đồng, Đống Đa. Bệnh nhân là nhân viên chuyển phát nhanh. Ngày 27 tháng 8 xuất hiện ho, hắt hơi, sổ mũi. Ngày 1 tháng 9 được Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng lấy mẫu gộp đối tượng nguy cơ cao, kết quả nghi ngờ. Ngày 2 tháng 9 được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Thứ hai, TAT nam, sinh năm 1957, địa chỉ Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Ngày 1 tháng 9, bệnh nhân thấy đau mỏi người. Ngày 2 tháng 9, đến bệnh viện Thiên Đức làm xét nghiệm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu khẳng định kết quả dương tính. Thứ ba, NTT nam, sinh năm 2002, địa chỉ Minh Khai, Hai Bà Trưng. Ngày 27 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho đờm, đau rát họng. Ngày 2 tháng 9, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Số 4, NTH, nữ, sinh năm 1984, địa chỉ Minh Khai, Hai Bà Trưng. Ngày 1 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau đầu, ho, đau rát họng. Ngày 2 tháng 9, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Thứ 5, PTDT, nữ, sinh năm 1964, địa chỉ Minh Khai, Hai Bà Trưng. Ngày 26 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, tức ngực. Ngày 2 tháng 9, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2, CDC Hà Nội thực hiện. Quận Tây Hồ cách ly y tế khu dân cư 4.000 dân ở phố An Dương, phường Yên Phụ sau khi xác định một người phụ nữ dương tính nCoV. Lực lượng chức năng vừa phong tỏa chốt chặn tại ngách 32 ngõ 76 phố An Dương. Ngày đêm qua, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã lấy hơn 700 mẫu xét nghiệm sàng lọc. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho hay, quận đã thiết lập 3 vòng cách ly y tế, lắp camera giám sát ở khu dân cư và tiếp tục lấy 4.000 mẫu xét nghiệm ở khu vực. Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm để xem xét, trường hợp dịch có diễn biến xấu, có thể quận sẽ lên phương án giãn cách, ông Khuyến nói. Theo CDC Hà Nội, ca dương tính là nữ, 31 tuổi, bán bún ốc và đã nghỉ làm. Ngày 28 tháng 8, chị xuất hiện sốt, ho, đau họng. Ngày 1 tháng 9, khai báo với trạm y tế phường và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả khẳng định dương tính ngày 2 tháng 9 do CDC Hà Nội thực hiện. Còn tại quận Thanh Xuân, một trong những địa bàn tiềm ẩn nguy hiểm, ông Chu Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Nam cho hay, tối qua phường đã quyết định phong tỏa khu nhà tập thể G7 và ngõ 477 Nguyễn Trãi trong 7 ngày, đến ngày 9 tháng 9, sau khi xác định 6 ca dương tính. Ca dương tính đầu tiên ghi nhận tại đây là nam thanh niên 19 tuổi, trú tại nhà tập thể ở ngõ 477 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam. Ngày 28 tháng 8,
anh xuất hiện triệu chứng ho, sốt. Sau ngày 1 tháng 9, khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Bố mẹ ngoài 50 tuổi của nam thanh niên được xác định là F1, mẫu bệnh phẩm trưa ngày 2 tháng 9 cũng khẳng định dương tính. Ngoài ra, một cô gái 29 tuổi cùng trú tại ngõ 477 Nguyễn Trãi đến mua hàng tại gia đình ngày 31 tháng 8 xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Hai người con 5 và 9 tuổi của cô này ngày 1 tháng 9 sốt cao cũng được xác định dương tính. Đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 9, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 3.379 ca dương tính, trong đó có 1.554 ca ngoài cộng đồng và 1.825 ca đã được cách ly. Trong vòng khoảng 25 giờ, tỉnh Đắk Lắk liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. Trong vòng khoảng 25 giờ, tỉnh Đắk Lắk liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. Sáng mùng 3 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phát đi thông cáo báo chí về trường hợp mắc COVID-19 tử vong thứ 10 trên địa bàn. Theo đó, bệnh nhân tử vong là bà DTA, sinh năm 1960, ngụ đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có tiền sử suy tim. Bệnh nhân DTA được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22 tháng 7. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk, ngày 15 tháng 8, bệnh nhân được chuyển lên khu điều trị COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau 42 ngày theo dõi, điều trị tích cực, thở máy, lọc máu liên tục tại các bệnh viện, nhưng do tình trạng bệnh nặng, suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa cơ quan, nên bệnh nhân đã tử vong lúc 23 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9. Trước đó, vào 17 giờ ngày 2 tháng 9, bệnh nhân HBM, sinh năm 1950, ngụ Buôn Trao, xã Cư Né, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk cũng đã tử vong. Bệnh nhân HBM dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21 tháng 8 với tiền sử có nhiều bệnh nền. Bệnh nhân tiếp xúc F0 không rõ nguồn lây. Trong gia đình có 10 người mắc COVID-19, tại buôn của bệnh nhân sinh sống đã ghi nhận 131 trường hợp mắc COVID-19. Sau 11 ngày theo dõi, điều trị tích cực, thở máy, lọc máu liên tục tại các bệnh viện, nhưng do tình trạng bệnh nặng, suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 nên bệnh nhân đã tử vong. Bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong thứ 8 ở Đắk Lắk là trường hợp bệnh nhân VTT, sinh năm 1955, ngụ thôn 5, xã Ea Ngai, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Bệnh nhân VTT có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn. Sau 17 ngày theo dõi, điều trị tích cực, thở máy, lọc máu liên tục tại các bệnh viện, nhưng do tình trạng bệnh nặng, suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, biến chứng suy đa cơ quan, nên đã tử vong vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 1 tháng 9. Đến sáng nay, mùng 3 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 33 trường hợp mắc mới, nâng tổng số lên 1.150 người mắc, trong đó có 10 người tử vong. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quận 7 ngày mùng 2 tháng 9 công bố kiểm soát được dịch trong bối cảnh số ca tử vong trên địa bàn giảm, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 gần 94%. Khi thông tin này được đưa ra, độc giả của cả nước đã hân hoan chúc mừng. Theo Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh, thời gian qua, công tác phòng chống COVID-19 của quận đã đi đúng trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Quận 7 đã khoanh vùng phong tỏa, truy vết xét nghiệm để tách F0 ra khỏi cộng đồng, sàng lọc, kiểm tra để thu dung điều trị kịp thời, giảm tối đa ca tử vong. Từ ngày 23 tháng 8 đến nay, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở quận giảm mạnh. Trước đây, trung bình mỗi ngày, tại Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 quận 7 số 1, ghi nhận 4-5 ca tử vong, nay giảm xuống còn 2 ca, đặc biệt ngày 1 tháng 9 không có ca nào. Lãnh đạo quận 7 cho rằng, đoán được những khó khăn chung của thành phố trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch, địa phương chủ động có giải pháp chia lửa. Như đầu tháng 5, thành phố yêu cầu mỗi quận huyện có khoảng 200 giường cách ly, thì quận 7 đã chuẩn bị 33 cơ sở đủ năng lực để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Lập bệnh viện dã chiến 600 giường, trong đó 150 giường cấp cứu, hình thành mô hình điều trị 2 tầng. Tuy nhiên, theo Chủ tịch quận 7, dịch còn diễn biến phức tạp. Để tiếp tục giữ vững thành quả, quận phải tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quận sẽ hoàn tất xét nghiệm PCR vùng xanh, vùng vàng và phủ vaccine cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên. Phấn đấu đến 15 tháng 9, phải đạt 15-20% người dân tiêm vaccine mũi 2, đến cuối tháng 9 hoàn tất tiêm mũi 2. Ngoài ra, một nhiệm vụ quan trọng khác của quận là không để người dân thiếu thốn lương thực, nhu yếu phẩm. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 quận 7, tính đến 31 tháng 8, tổng số người đã tiêm mũi 1 của quận là hơn 223.846 trên 238.290 người. Trong đó, người trên 65 tuổi tiêm mũi 1 là gần 15.957 trên 16.438 người. Số người nước ngoài đã tiêm là 4.338 trên 17.693 người.
quận đã tách 1.541 F0 ra khỏi cộng đồng ở những vùng nguy cơ cao. Hiện quận 7 ghi nhận 1.446 F0 cách ly tại nhà. Các trường hợp này được hướng dẫn cụ thể những việc cần làm, được thăm khám và cung cấp đầy đủ các gói thuốc điều trị COVID-19, được gửi quà tăng cường dinh dưỡng. Quận đã lập 34 trạm y tế lưu động tại 10 phường trên cơ sở trưng dụng các trường học, nhà văn hóa, trụ sở khu phố. Mỗi trạm có ít nhất một bác sĩ, 2 đến 3 điều dưỡng, trang bị 2 bình oxy, dụng cụ thở oxy, dụng cụ cấp cứu cơ bản. Đến nay, các trạm đã thăm khám trực tiếp cho 1.062 người, tư vấn online 3.327 trường hợp và chuyển 40 người có dấu hiệu trở nặng đến khu cách ly hoặc bệnh viện. Khi thông tin được công bố, độc giả cả nước đã hân hoan chúc mừng. Bạn Minh Crystal bình luận: "Mừng quá, mong sang tuần sẽ nhận được thêm nhiều tin vui thế này từ các quận huyện, thành phố khác trên toàn Việt Nam." Chia sẻ của bạn Trần Chí Dũng: "Mình không sinh sống ở Sài Gòn, nhưng nghe thông tin này cũng thấy vui mừng. Chúc mừng quận 7 và hy vọng những ngày tới đây, các quận huyện còn lại của Sài Gòn cũng sẽ tiếp tục khống chế được dịch để cuộc sống của mọi người sớm trở lại như trước." Nhiều độc giả sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước tin vui. Theo bạn Lan Hải: "Mình ở quận 7 nghe thông tin này mừng lắm mọi người ơi. Chúc mừng toàn bộ hệ thống chống dịch quận 7. Xin cảm ơn." Bình luận của bạn Thanh Văn Hoài: "Quận 7 quá tuyệt, chống dịch giỏi, hỗ trợ dân cũng rất hay, không bỏ sót một ai." Cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, địa phương vẫn ghi nhận ca nhiễm mới, nhưng các chuỗi lây nhiễm đều được kiểm soát, không lây lan. Bà Hiền kiến nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 TP.HCM cho huyện Củ Chi kết thúc giai đoạn thần tốc truy vết, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh, mở rộng vùng xanh tại huyện và chuyển sang giai đoạn 2 từ ngày 1 đến 15 tháng 9 với mục tiêu duy trì, kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng, giữ vững vùng xanh và đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội. Lãnh đạo huyện cũng kiến nghị được thực hiện cơ chế xét nghiệm tầm soát tất cả các trường hợp từ quận, huyện khác vào vùng xanh của huyện, kiểm tra tất cả xe và người ra vào huyện, kể cả xe có dán mã QR. Lực lượng y bác sĩ, công an, quân sự, cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, để triển khai nghị quyết 86, thành phố xây dựng kế hoạch phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 với 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ ngày 15 đến 31 tháng 8, thành phố sẽ cố gắng kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong, không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng, không được tiếp nhận điều trị. Mở rộng vùng xanh, phấn đấu kiểm soát được dịch ở các quận, huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Phú Nhuận, quận 5, 7 và 11. Giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 9, thành phố phấn đấu kiểm soát dịch trước 15 tháng 9 với các mục tiêu kéo giảm 20% số ca tử vong và các ca nặng. Số người nhập viện mỗi ngày không vượt quá số xuất viện, không quá 2.000 người nhập viện mỗi ngày, đảm bảo hơn 70% dân số trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và 15% dân số tiêm mũi 2. Chúng tôi rất hiểu các bạn vẫn cần thời gian để dưỡng sức sau cơn bão bệnh đáng sợ. Tuy nhiên, chúng tôi rất cần sự chung tay đóng góp của các bạn trong giai đoạn quyết định này. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa gửi thư mong bà con cô bác đã khỏi COVID-19 cùng giúp ngành y và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19, vừa có thư gửi bà con cô bác, anh chị em, những người đã chiến thắng COVID-19 cùng tham gia vào cuộc chiến chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thay mặt tất cả cán bộ, nhân viên y tế trong cả nước chúc mừng và cảm ơn những bệnh nhân mắc COVID-19 đã dũng cảm chiến đấu vượt qua bệnh tật. Bên cạnh niềm vui, theo ông còn là sự mất mát, hy sinh, chịu đựng, khổ đau vẫn còn trong một bộ phận người dân đang nhiễm biến thể Delta và bệnh nhân COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn quá nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự quyết liệt, nỗ lực hết sức của chính quyền địa phương, nhân dân và các lực lượng y tế đến hỗ trợ. Trong bối cảnh ấy, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định sự chia sẻ kinh nghiệm và những bí quyết để chiến thắng bệnh tật của những người đã chiến thắng COVID-19 cũng sẽ là một phần trong các biện pháp phòng chống dịch của thành phố hiện nay. Chúng tôi rất hiểu các bạn vẫn cần thời gian để dưỡng sức sau cơn bão bệnh đáng sợ. Tuy nhiên, chúng tôi rất cần sự chung tay đóng góp của các bạn trong giai đoạn quyết định này. Với niềm hy vọng và niềm tin vào sự khống chế thành công dịch bệnh, đội ngũ nhân viên y tế chúng tôi thiết tha mong đợi sự tham gia của các bạn vào công tác phòng chống dịch của thành phố. Bất kỳ vị trí, công việc nào các bạn tham gia đều được cá nhân tôi và toàn thể nhân dân thành phố trân trọng và biết ơn, Thứ trưởng viết. Theo ông,
những người chiến thắng biến thể Delta cảm thấy đủ điều kiện sức khỏe, đủ niềm tin và mong muốn chung tay góp sức, có thể đăng ký tham gia chống dịch COVID-19 tại phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại 028 393 09967 hoặc 090 757 4269. Những người đăng ký sẽ được tiến hành đánh giá mức độ kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 bằng test nhanh và sẽ bố trí điều kiện làm việc hợp lý nhất. Tôi có niềm tin chắc chắn rằng sự có mặt của các bạn trong thời điểm này sẽ đem lại nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ cho lực lượng phòng chống dịch và đặc biệt cho những bệnh nhân COVID-19 và F0, Thứ trưởng gửi gắm. Sau đợt giãn cách thứ 3, Hà Nội tiếp tục giãn cách ở vùng đỏ và điều chỉnh các biện pháp cao hơn nguyên tắc chỉ thị 15 với vùng cam và xanh. Cơ quan tối cao của Hà Nội là Ban Thường vụ Thành ủy đã ra quyết định về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, sau đợt giãn cách thứ 3 ngày 6 tháng 9, Hà Nội sẽ thiết lập 3 vùng, chia theo mức độ nguy cơ và đặc điểm địa lý, dân cư, sinh hoạt, sản xuất. 3 vùng gồm nội đô, khu vực mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Phía Bắc Sông Hồng, tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp và vùng phía Tây, phía Nam, tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở phân vùng, vùng đỏ có nguy cơ rất cao sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn chỉ thị 16, với nguyên tắc ai ở đâu ở đó, dập dịch triệt để. Tại các khu vực nguy cơ cao, vùng cam và nguy cơ thấp hơn là vùng xanh, thành phố điều chỉnh biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc chỉ thị 15 để tổ chức phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ vùng đỏ. Ủy ban Nhân dân thành phố được giao chỉ đạo xây dựng phương án, tổ chức thực hiện phân vùng, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, khoa học, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hóa, lương thực, trang thiết bị y tế, phục vụ phòng chống dịch lâu dài. Sở xây dựng chủ trì lập các chốt cứng theo phương án phân vùng, lực lượng liên ngành công an, quân đội, thanh tra giao thông tổ chức trực chốt 24/24. Trong đợt dịch thứ tư, từ 27 tháng 4 đến nay, 30 trên 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đều ghi nhận ca mắc mới. Hiện, thành phố có 6 ổ dịch phức tạp, gồm ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, chợ Ngọc Hà, quận Ba Đình, phường Văn Miếu, Văn Chương, quận Đống Đa, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân và xã Tân Lập, huyện Đan Phượng. Đây là những chuỗi lây nhiễm mới phát hiện, đã ghi nhận lượng bệnh nhân lớn. Một số chuỗi lây nhiễm khác đã phát hiện thời gian khá lâu, song đến nay vẫn rải rác có thêm ca bệnh. Một số địa bàn có số ca bệnh thấp như huyện Chương Mỹ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Một số quận huyện đã nhiều ngày không có ca mắc mới. Các ca bệnh cũ đều đã được kiểm soát như Gia Lâm, Long Biên, Cầu Giấy, Quốc Oai, Sóc Sơn. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư là 3.366 ca, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.553 ca. Số ca mắc là các trường hợp đã được cách ly là 1.813 ca. Ngay sau khi có thông tin về đợt giãn cách thứ tư, người dân Hà Nội và cả nước đang rất quan tâm về việc phân vùng xanh, vùng đỏ. Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 Hà Nội sẽ cho phép người dân xác định đâu là vùng đỏ, vùng xanh của thành phố. Hiện tại thành phố đang có 11 vùng đỏ. Theo bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 Hà Nội, phục vụ công tác phòng chống dịch, sáng mùng 3 tháng 9, các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, các huyện Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức được đánh dấu thuộc vùng đỏ. Vùng xanh gồm thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thanh Oai. Các quận huyện còn lại thuộc vùng cam và vùng vàng. Ngày 1 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông báo kết luận về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. 100% biểu quyết thống nhất chủ trương đối với phương án phòng chống dịch sau đợt giãn cách thứ 3, theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong đó, thành phố thiết lập 3 vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý, dân cư, sinh hoạt, sản xuất. Theo hướng các vùng nội đô, vùng phía Bắc sông Hồng và vùng phía Tây, phía Nam thành phố. Trên cơ sở phân vùng, các khu vực có nguy cơ rất cao, vùng đỏ, tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng, với nguyên tắc ai ở đâu ở đó để khoanh vùng, truy vết, xử lý và dập dịch triệt để. Các khu vực nguy cơ cao, vùng cam và nguy cơ thấp hơn, vùng xanh, điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc chỉ thị 15 để tổ chức phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ, đảm bảo khoa học, kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM vừa yêu cầu chủ tài khoản Angela Phương Trinh gỡ bỏ thông tin liên quan đến việc chữa COVID-19 bằng run đất và mời người này lên làm việc. Angela Phương Trinh xóa các bài đăng trên trang cá nhân về thông tin run đất chữa khỏi COVID-19 sau khi bị cơ quan chức năng tuyết còi. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết Sở đã yêu cầu chủ tài khoản Facebook Angela Phương Trinh gỡ bỏ nội dung sai sự thật, gây hiểu nhầm về khả năng phòng, điều trị bệnh của sản phẩm từ Địa Long. Sở gửi giấy mời diễn viên làm việc vào ngày 25 tháng 8, song phải dời lịch vì thành phố đang giãn cách theo chỉ thị số 16. Ông Thọ nói, sau đó chúng tôi sẽ xác định xử lý vi phạm ra sao với Angela Phương Trinh. Diễn viên nhận sai và đã xóa những bài viết dẫn chứng các trường hợp người nhiễm nCoV khỏi bệnh nhờ uống dung đất trên trang cá nhân và fanpage. Tuy nhiên, cô vẫn đăng thông tin về dịch tính nói chung của Địa Long. Phương Trinh nói, tôi không quảng cáo sản phẩm hay trục lợi gì từ việc này. Thời gian qua, một số nghệ sĩ lan truyền thông tin dung đất chữa khỏi COVID-19 trên mạng xã hội. Diễn viên Lê Bella cũng đăng các bài viết trên trang cá nhân từ đầu tháng 8, cho biết đã cho cả gia đình sử dụng để ngăn ngừa bệnh. Trong chương trình Dân hỏi thành phố trả lời, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết sẽ xử lý nếu các nghệ sĩ tiếp tục vi phạm. Theo ông, Bộ Y tế đã khẳng định không có cơ sở khoa học về chuyện run đất và chiết xuất từ run chữa COVID-19. Ông nói, hiện nay danh sách những loại thuốc điều trị COVID-19 đã được Bộ công khai. Người dân không nên sử dụng những loại thuốc chưa được kiểm chứng hay tin vào các thông tin sai sự thật để ảnh hưởng đến sức khỏe. Bốn người gồm hiệu trưởng, hiệu phó và hai giáo viên ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị vi phạm các quy định chống dịch khi cùng nhau đi hát karaoke giữa mùa dịch COVID-19 đã bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng một người. Hiệu trưởng cùng hai phó hiệu trưởng trường tiểu học ở Quảng Trị đi hát karaoke đã bị xử phạt và đang bị xem xét xử lý kỷ luật. Tin từ Quảng Trị cho biết, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đã xử phạt 2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hữu Quảng, hiệu trưởng trường tiểu học Hướng Phùng, ông Đinh Trường Hải, phó hiệu trưởng, ông Trương Quang Dũng, giáo viên trường tiểu học Hướng Phùng và ông Phùng Như Hoàng. Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ cơ sở karaoke Nhân Đức ở thôn Sari, xã Hướng Phùng, mức phạt là 20 triệu đồng. Trước đó, vào chiều ngày 31 tháng 8, ông Nguyễn Hữu Quảng và ông Đinh Trường Hải, phó hiệu trưởng, cùng một số giáo viên của trường đã đi hát karaoke tại quán karaoke Nhân Đức. Theo trình bày của ông Quảng, ông cùng một số giáo viên đang đi kiểm tra phổ cập giáo dục thì gặp ông chủ quán karaoke Nhân Đức. Chủ quán mời vào nhà uống nước rồi có người trong nhóm bật nhạc lên hát. Được biết, hiện Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để xem xét kỷ luật cán bộ, giáo viên vi phạm trong vụ việc nêu trên. Người đứng đầu chính phủ kiểm tra đột xuất công tác phòng chống COVID-19 qua hệ thống trực tuyến với địa phương, nhưng phường 10, quận 4, TP.HCM không có người trực. Chiều tối ngày 2 tháng 9, qua hệ thống trực tuyến với 5 xã phường thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, những nơi có dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi về nội dung các công điện phòng chống dịch của Thủ tướng gần đây, nhiệm vụ cần làm khi lấy xã phường thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sĩ chống dịch. Qua kiểm tra, người đứng đầu chính phủ thấy những nơi này đã làm được một số việc, tuy nhiên, một số nơi chưa nắm chắc chỉ đạo và cách làm việc nên thực hiện còn bất cập, hiệu quả chưa cao. Phường 10, quận 4, TP.HCM không có người trực chỉ huy nên Thủ tướng gọi điện thoại không được. Thủ tướng nói từ nay ông sẽ tiếp tục gọi điện thoại kiểm tra đột xuất các xã, phường, lắng nghe kiến nghị, đề xuất từ cơ sở. Đáp lại, lãnh đạo các xã, phường cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để chấn chỉnh, khắc phục bất cập, sớm đẩy lùi dịch bệnh. Sáng ngày 3 tháng 9, ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 10 quận 4 cho biết, chiều qua không phải Thủ tướng gọi điện thoại mà gọi trên phần mềm hộp trực tuyến. Khi đó đường truyền ở phường bị lỗi IP nên không vào được cuộc họp Thủ tướng đang điều hành. Lúc Thủ tướng gọi, do chưa kết nối được nêu trên, phần mềm không thấy phường 10 quận 4. Ông Lâm nói và cho biết, sau khi bộ phận kỹ thuật hỗ trợ, đường truyền vào được, phường đã báo cáo Thủ tướng trong khoảng 15 phút. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 4 cũng cho biết, ngay từ khi dịch bùng phát, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như quận có chỉ đạo lãnh đạo xã, phường phải có người trực chỉ huy. Tôi có mặt ở cơ quan 24/24 để giải quyết công việc, ông Lâm nói. Trung tâm chỉ huy kiểm tra trực tuyến công tác chống dịch cho Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập đã kết nối từ phòng làm việc của Thủ tướng đến gần 2.600 điểm cầu tại xã, phường, thị trấn thuộc 19 tỉnh thành đang giãn cách xã hội ở phía Nam. Một tuần qua,
Thủ tướng đã kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại nhiều địa phương. Sáng 26 tháng 8, ông đến khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị người dân gọi điện các số điện thoại khẩn cấp về y tế và an sinh xã hội. Tuy nhiên, khi người dân gọi, tổng đài 1022 đều quá tải, không có người nghe máy. Hôm sau, ngày 27 tháng 8, ông đến khu dân cư ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương, nói người dân gọi vào các số điện thoại đường dây nóng mà địa phương cung cấp, yêu cầu hỗ trợ y tế và gói an sinh xã hội. Người dân gọi tới lần thứ tư mới có người nhấc máy. Chừng 10 phút sau cuộc gọi, hai nhân viên y tế có mặt tại khu trọ. Thủ tướng nói để người dân gọi đường dây nóng nhiều lần không ai bắt máy, hoặc máy bận là chưa ổn. Đề nghị địa phương cử người trực 24/24 giờ tiếp nhận cuộc gọi. Chiều ngày 31 tháng 8, Thủ tướng kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. 16:30, khi lãnh đạo chính phủ đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Trung, nơi này vắng người trực, lãnh đạo phường trả lời lúng túng về chủ trương chống dịch, chức bí thư phường chưa được kiện toàn. Thủ tướng ngay sau đó phê bình lãnh đạo quận ủy Thanh Xuân vì chậm kiện toàn nhân sự cho phường. Bản tin COVID chiều ngày 3 tháng 9 xin được kết thúc tại đây. Hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế để có được những thông tin chính xác nhất nha các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.